Tại sao chó mẹ lại liếm bên trong miệng của chó con? Hành động liếm cho biết chó mẹ trào ra một số thức ăn đã được tiêu hóa trước cho những chú chó con đang đói của nó. Những bé cún con thuần hóa sẽ có cùng hành vi sau khi chúng chuyển sang thức ăn đặc. Việc chó con liếm là một hành vi cấp dưới có ý nghĩa là làm ơn hãy chăm sóc cho con.